Mới đây, đài OCN vừa phát hành một số hình ảnh mới của Kim Ok-bin trong dự án phim truyền hình Dark Hole. Được biết phim thuộc thể loại sinh tồn khốc liệt kể về những gì xảy ra với một nhóm người sống sót khi con người bắt đầu biến thành dị nhân vì hít phải làn khói bí ẩn từ một hố sụt. Kim Ok-bin đã được chọn vào vai Lee Hwa-san, một cảnh sát thuộc đơn vị điều tra khu vực Seoul. Vào đêm muộn, nữ chính nhận được một cuộc điện thoại từ hung thủ đã sát hại chồng. Anh là người thân duy nhất còn lại của cô trên thế giới. Sau cuộc điện thoại đó, Lee Hwa-san đến gặp Moo Ji-si, nơi cô chứng kiến sự đột biến của con người thành quái vật vì hít phải khói của hố sụt bí ẩn. Bị mắc kẹt trong nỗi kinh hoàng của Moo Ji-si và bị bao vây bởi những người đột biến, cô phải giữ lấy nhân tính của mình trong khi đồng thời truy đuổi kẻ giết chồng. Các bức ảnh tĩnh cho thấy Kim Ok-bin thể hiện ánh mắt bình tĩnh và lôi cuốn kiên định của Lee Hwa-san giữa căng thẳng và hỗn loạn. Ngay cả khi bị mắc kẹt trong một tình huống không tưởng, cô ấy vẫn giữ được lý trí và cầm vững vũ khí trong tay. Các nhân viên sản xuất cho biết Lee Hwa-san là một nhân vật đa chiều, phải chiến đấu cho sự sống còn của mình giữa những con người đột biến đồng thời săn lùng kẻ giết chồng mình. Chính vì vậy, Kim Ok-bin đang thể hiện một diễn xuất sâu sắc hơn những gì cô ấy từng làm trước đây. Hãy chờ đợi diễn xuất chân thành của cô ấy trong thể loại sinh tồn đột biến mới này. Mặt khác, đây là dự án đầu tiên của Kim Ok-bin sau bộ phim truyền hình ác Daniel Sử Ký vào năm 2019. Vào thời điểm đó, nữ diễn viên bị đồn thổi là tiểu tam khiến cuộc hôn nhân của Song Joong-ki và Song Hye-kyo. Cô ấy bị đả kích lớn từ cư dân mạng Việt Nam và cuối cùng cũng có thể tái xuất. Quay ngược lại quá khứ, vào thời điểm Song chính thức ly hôn. Nguyên nhân rạn nứt tình cảm của hai người được cho là do Song Joong-ki ngoại tình với bạn thân của Song Hye-kyo, nữ diễn viên Kim Ok-bin. Kể từ tháng 3 năm 2019, báo chí Hàn Quốc cũng nhiều lần đặt nghi vấn Song ly hôn, nhưng hai bên đều phủ nhận. Theo những gì được chia sẻ trên mạng xã hội, cả hai từng bị bắt gặp đi ăn cùng nhau. Thậm chí Song Joong-ki từng đưa Kim Ok-bin về quê mình. Nam diễn viên điển trai còn bị đồn đã mua một căn nhà để sống chung với nhân tình. Nhắc đến Kim Ok-bin, giới phê bình nhớ đến một nữ diễn viên có vẻ ngoài quyến rũ và gợi cảm, lại diễn xuất chắc tay. Còn với khán giả, đó là một cô gái có gương mặt ngây thơ nhưng lại sở hữu thân hình nóng bỏng bậc nhất. Ngoài ra cô có đam mê với ô tô và xe phân khối lớn, đua tốc độ, lập trình máy tính, người thể thao như bóng đá và bóng chày. Chỉ số IQ của cô đạt 141, tiến hành kiểm tra khi học tiểu học và là người thuận cả hai tay. Trước khi dính tin đồn là người thứ ba xen vào giữa cặp đôi Song, Kim Ok-bin đã trải qua hai mối tình với hai nam nghệ sĩ khác. Trước đó, vào thời điểm một năm sau vụ ly hôn với Song Hye-kyo, Song Joong-ki lại tiếp tục vướng tin đồn có bạn gái lập tức nhận được sự quan tâm của dư luận. Dù nam diễn viên hậu duệ mặt trời đã lên tiếng phủ nhận xong điều này vẫn đang được bàn tán xôn xao. Sau đó không lâu, danh tính của nữ luật sư người được cho là đang hẹn hò với Song Joong-ki cũng được cư dân mạng lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều người phải trầm trồ không ngớt trước địa vị cũng như ngoại hình long lanh của cô. Các trang tin tức xứ Trung cũng gây xôn xao thi nhau đăng tải loạt hình ảnh về bạn gái tin đồn của Song Joong-ki. Theo đó, kênh YouTube Ga Se-jeon với sự tham gia của luật sư Kang Il-seok, cựu nhà báo Kim Yong-ho và Kim Se-ui đã bàn luận, chia sẻ thông tin về nữ luật sư hẹn hò với Song Joong-ki. Cô Han từng xuất hiện trên chương trình của đài KBS và trở thành cái tên gây sốt các trang mạng xã hội vì diện mạo xinh đẹp xuất chúng. Nhiều người còn nhận xét Han có ngoại hình giống với cô giáo Seo Min-jung trong phim truyền hình Đình Đám Gia Đình Là Số 1. Bạn gái tin đồn của Song Joong-ki cũng rất nổi tiếng trong ngành, được xem là nữ thần ngành luật của Viện Nghiên cứu và Đào tạo Tư pháp Hàn Quốc. Theo đó, cho biết cô gái này làm ở công ty luật lớn nơi đảm nhiệm vụ ly hôn của cặp đôi Song. Họ cũng chia sẻ việc bạn gái luật sư của Song Joong-ki kém anh 10 tuổi và đã ly hôn vào một năm trước. Dù hai bên đều lên tiếng phủ nhận tin đồn hẹn hò, song đây vẫn là chủ đề được cư dân mạng quan tâm, bàn tán xôn xao. Nhiều người cũng tỏ ra mất lòng tin ở Song Joong-ki bởi trước đây anh từng phủ nhận tin đồn hẹn hò với Song Hye-kyo nhưng sau đó lại kết hôn với nữ diễn viên. Vì thế nhiều người tin rằng không tự nhiên gì mà tin đồn Song Joong-ki hẹn hò với nữ luật sư kia xuất hiện. Bên cạnh đó, cư dân mạng cũng suýt xoa trước nhan sắc của bạn gái tin đồn của Song Joong-ki. Dù ngoại hình không quá xuất chúng như vợ cũ của Song Joong-ki thế nhưng cô Han cũng được cho là xứng đôi với nam diễn viên sinh năm 1985.